Truyện cổ tích nàng tiên cá. Ngày xưa ngày xưa, tầng dưới đáy đại dương mênh mông xanh thẳm, nơi đó có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi mà vua thủy tề và các cô con gái xinh đẹp của ông sinh sống. Vua thủy tề với trí óc thông thái, bộ râu ông dài và trắng một màu như cước, ông sống trong lâu đài nguy nga đó và một mình trị vì biển khơi. Vua Thủy Tề có một cô con gái Úc rất xinh đẹp, tên là Ariel. Nàng cực kỳ xinh đẹp, giọng hát của nàng trong trẻo mát xanh tựa như những dòng nước sâu dưới biển khơi. Vua Thủy Tề nói với con gái mình, Ariel yêu dấu, con có một chất giọng thật tuyệt vời. Mỗi khi con cắt lên tiếng hát, cả những loài vật dưới biển khơi này đều tụ tập từng đàn rất đông nghe con hát. Cả những con trai bình thường, chúng chỉ ẩn nấp dưới lớp vỏ cứng cũng mở miệng ra tán thưởng để lộ ra những viên ngọc quý. Và đàn sứa cũng dừng trôi để nghe tiếng hát trong trẻo của con. Nàng tiên cá vẫn hay ngồi ngắm những làng ánh sáng chiếu từ mặt trời rọi xuyên qua những làng nước sâu mờ mờ ảo ảo. Nàng tiên cá Ariel nói với những người chị của mình rằng Em ước có một ngày nào đó có có thể lên trên kia ngắm nhìn bầu trời. Em thấy lũ cá nói với nhau rằng trên đó đẹp lắm, trên đó có con người và cả những bông hoa rất đẹp với đầy đủ màu sắc. Những người chị nói với cô út rằng Rồi điều ước của em sẽ thành hiện thật mà Em cứ chờ cho tới khi em tròn 15 Lúc đó cha sẽ cho phép em được bơi lên mặt nước Giống như là các chị vậy Vâng, em sẽ cố gắng chờ đến ngày đó Ariel đáp hằng ngày các nàng tiên cá chỉ được bơi lên trên mặt nước vào đêm khi những người chị trở về ariel hỏi các chị gái trên đó các chị thấy những gì vậy kể cho em nghe nàng nghe các chị kể những gì họ đã nhìn thấy để thỏa mãn sự tò mò của một cô gái đang trong tuổi lớn trong lúc các chị lên trên mặt nước chơi đùa thì Ariel phải ở lại chơi với các bạn cá ngựa và cá heo. Năm tháng trôi đi, cuối cùng thì ngày sinh thứ 15 của nàng Ariel cũng đã tới. Trước ngày hôm đó, Ariel rất hồi hộp. Em không ngủ được các chị ạ. À. Đến sáng ngày mai là em đã bước sang tuổi 15 rồi, thế là em có thể lên mặt nước vui đùa cùng các chị rồi. Buổi sáng hôm ấy, vua Thủy Tề gọi cô con gái Úc và nói Cha chúc mừng sinh nhật con gái Úc của cha Đến giờ, con đã tròn 15 tuổi Và con có thể cùng các chị gái của mình lên mặt nước Để hít thở và ngắm nhìn bầu trời rồi Nhưng con hãy nhớ điều cha dặn Thế giới chúng ta là ở dưới biển Trên đó không phải là thế giới của chúng ta con có thể lên trên đó để ngắm nhìn mặt biển và bầu trời chúng ta không thuộc về thế giới của loài người nên con hãy nhớ hãy tránh xa họ ra họ chỉ đem lại những xui xẻo cho chúng ta mà thôi ariel nói con sẽ nhớ lời cha dặn dò con cảm ơn cha ngay lập tức với sự háo hức của mình nàng bơi ngay lên mặt nước trên đường nàng đi các bạn cá heo cá ngựa vẫn vẫy tay vui đùa cùng nàng chúc nàng đi chuyến đi đầu tiên lên mặt nước vui vẻ ariel nôn nóng đáp mình đi đây chúng mình gặp lại sau nhé khi nàng lên tới mặt nước bầu trời đã bắt đầu tối sẫm trên trời những ngôi sao dần dần hiện rõ và lấp lánh ariel vui sướng kêu lên đẹp quá Lần đầu tiên mình được trông thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Phía trước là cái gì vậy? Một con thuyền. Thêm một điều nữa làm cho nàng tiên cá Ariel cảm thấy ngạc nhiên và thú vị. Con tàu đang tiến chậm chậm tới tảng đá mà Ariel đang ngồi. Đoàn thủy thủ thả neo để cho con thuyền đổ tại một nơi sóng yên biển lặng. Ariel cảm thấy rất thích thú khi nhìn những thủy thủ trên con tàu làm việc. Họ thắp lê những ngọn đúc. Nàng còn nghe rất rõ họ nói chuyện với nhau. Đến lúc chúng ta nghỉ ngơi ăn bữa tối rồi. Nào các bạn ơi hãy mau lên bờ thôi. Ariel nghĩ. Mình muốn tới nói chuyện với họ quá. Nhưng mình không có đôi chân như họ. Mình có cái đuôi dài và không bao giờ giống họ được. Nàng tiên cá còn nghe thấy thêm nhiều giọng nói vang lên. Một lát sau, những chùm ánh sáng với đủ màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời của những luồng pháo hoa nổ giữa bầu trời đêm. Xin chúc mừng sinh nhật hoàng tử, vị thuyền trưởng của chúng ta. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của người. Chúc hoàng tử luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn của ta." Hoàng tử đáp. Ariel tự hỏi, sinh nhật của ai vậy nhỉ? Nàng thấy ở trên bong tàu, xuất hiện một chàng trai vẻ ngoài cực kỳ khôi ngô và tuấn tú. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật chàng trai. Ariel ngắm nhìn chàng trai say đắm, nàng thốt lên, "Ôi, hoàng tử mới đẹp làm sao!" bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra đột nhiên hoàng tử sẩy chăng ngã khỏi bong tàu chàng ngã rơi xuống dưới biển ariel vội vàng bơi nhanh ra cứu chàng nàng vừa bơi vừa đẩy hoàng tử lên phía bờ biển hoàng tử nằm trên bãi cát đôi mắt hoàng tử vẫn ngắm nhìn ariel luống cuống giờ ta phải làm thế nào đây nàng ngồi bên cạnh chàng hoàng tử suốt cả đêm khi mặt trời bắt đầu ló lên khỏi mặt đất cũng là lúc nàng tiên cá phải trở về với biển khơi hoàng tử dần dần tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời rọi xuống chàng tự hỏi cô gái xinh đẹp hôm qua đã cứu mình đâu nàng thật đẹp giọng nói của nàng thật tuyệt vời giờ mình phải trở về cung điện đã chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình hoàng tử rời bãi biển để quay về cung điện ngày hôm sau hoàng tử lên con tàu và gửi lời cảm ơn tới người con gái đã cứu sống chàng mà chàng chưa hề biết tên chàng nói to xin cảm ơn nàng cảm ơn nàng đã cứu ta người con gái vô cùng xinh đẹp khi trở về tới thủy cung các chị gái nàng hỏi sao nàng lại ở trên bờ lâu đến thế nàng tiên cá Ariel định kể lại câu chuyện của mình cho các chị nghe nhưng nàng ngập ngừng rồi không nói nàng bật khóc và trở về phòng một người chị của nàng vào phòng hỏi Ariel em đã trở về được ba ngày rồi em đã gặp chuyện gì trên đó mà từ lúc về em không chịu ăn uống gì cả Ariel nói với chị chị à Em muốn được kết hôn với hoàng tử người chị ngạc nhiên nói sao lại thế được em chúng ta và con người hoàn toàn khác nhau chúng ta là tiên cá không thể kết hôn cùng với con người được em hãy từ bỏ ý nghĩa ngốc nghếch đó đi có thể mù phù thủy sẽ có cách giúp em nàng liền bơi tới chỗ mù phù thủy ta đang gặp ai đây ôi công chúa ariel điều gì mang công chúa tới gặp ta vậy ariel nói Tôi muốn được trở thành con người, một phù thủy hỏi. Vậy là công chúa muốn bỏ cái đuôi và muốn có hai chân như con người phải không? Ariel trả lời ngắn gọn. Đúng vậy. Điều này không hề dễ dàng đâu. Công chúa sẽ cực kỳ đau đớn vì khi đó ta phải dùng một thanh kiếm thật là sắc nhọn cắt đi chiếc đuôi của người và mỗi khi công chúa đặt chân lên mặt đất thì công chúa sẽ chịu rất nhiều đau đớn ariel nói không sao hết miễn là tôi có thể được đặt chân lên mặt đất để gặp lại hoàng tử thêm một lần nữa mụ phù thủy ra điều kiện thế công chúa sẽ trả công cho ta ra sao nếu như ta giúp công chúa công chúa sẽ phải trao cho ta giọng hát hay nhất biển khơi này của người và như thế thì người sẽ không bao giờ nói được nữa Và công chúa hãy nhớ một điều rằng Nếu như vị hoàng tử mà công chúa yêu Lại đem lòng kết hôn cùng với một người con gái khác Thì công chúa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại làm tiên cá được nữa Công chúa sẽ bị tan biến như bọt biển Adriel đáp Được, ta đồng ý Mụ phù thủy lấy ra một chiếc vỏ sò và thu lại dòng hát trong trẻo của nàng. Mụ đưa nàng một liều thuốc thần. Nàng tiên cá Ariel mang liều thuốc thần đó bơi lên trên mặt nước. Khi lên tới bờ, nàng đã uống thuốc thần và ngã ra ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng thấy khuôn mặt thân yêu của chàng hoàng tử đang mỉm cười với nàng. Xin chào cô gái, nàng đừng sợ, Ta thấy nàng nằm bất tỉnh nơi đây, giờ nàng thấy trong người sao rồi?" Ariel định cắt tiếng trả lời hoàng tử, nhưng giờ nàng đã bị mất đi giọng nói. "Nàng đừng sợ, đã có ta ở đây rồi, nhà nàng ở đâu, nàng từ từ đâu tới?" Ariel vì mất giọng nên vẫn im lặng. Hoàng tử nói, "Ta xin lỗi nàng, thôi giờ nàng hãy theo ta về lâu đài để ta có thể tiện chăm sóc cho nàng. Những ngày sau, cuộc sống của nàng tiên cá Ariel như bước sang trang mới. Tuy nhiên, Mụ phù thủy đã cảnh báo nàng rằng mỗi bước chân của nàng sẽ rất đau đớn như kim đâm. Nàng tiên cá vẫn cố gắng chịu đựng và không hề kêu than. Hoàng tử rủ nàng đi dạo trên bờ biển. Ariel và hoàng tử dạo bước thì bỗng nhiên hoàng tử đứng lại và kiếm tìm xung quanh. Hoàng tử nói: Nàng có nghe thấy giọng hát đó không? Giọng hát này là của một cô gái du dương bên tai ta, khi ta được cô gái đó cứu sống từ biển khơi. Ariel rất ngạc nhiên. Hoàng tử quay lại và thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt mình. Đó chính là cô gái mà do mụ phù thủy biến thành sau khi lấy được giọng hát ngọt ngào của ariel mụ đã lấy tên là vanessa tiếng hát ngọt ngào đó mụ giấu trong một chiếc vỏ sò và đeo trên cổ hoàng tử nói thật là một giọng hát tuyệt vời ta yêu giọng hát ấy mụ phù thủy nói em xin cảm ơn hoàng tử hoàng tử cũng rất là điển trai hoàng tử nói tiếp nàng hãy theo ta về cung điện mụ phù thủy đáp vâng vậy em xin nghe theo lời chàng thế là cả ba người cùng về lâu đài ngày qua ngày mụ phù thủy dùng vẻ đẹp bên ngoài do dùng phép và giọng hát lấy được từ ariel quyến rũ hoàng tử cuối cùng hoàng tử cũng quyết định kết hôn cùng vanessa hoàng tử hỏi nàng tiên cá ariel ta muốn kết hôn cùng với vanessa nàng thấy thế nào khi nghe thấy hoàng tử nói vậy trái tim của ariel đã hoàn toàn tan vỡ nước mắt nàng cứ trào ra nhưng nàng vẫn gật đầu với hoàng tử thôi anh phải đi để chuẩn bị cho lễ cưới thôi hôn lễ sẽ được tổ chức vào tối mai ngay trên bóng tàu ariel buồn lắm nhưng nàng cũng không biết phải làm gì cả sang ngày hôm sau tất cả mọi người lên trên tàu và khởi hành ra ngoài biển khơi vanessa đã ăn mặc rất lộng lẫy hoàng tử hỏi vanessa nàng đã xong chưa ra đây cho ta ngắm nàng một chút nào vâng em ra ngay đây chàng đợi một chút bỗng nhiên hoàng tử thấy vanessa gào lên không không thể nào hoàng tử hỏi có chuyện gì mà nàng hốt hoảng như vậy Vanessa Thì ra chiếc vỏ sò Mà Vanessa đeo trên cổ Đã rơi xuống đất Và vỡ tan tành Nhờ thế mà giọng hát của nàng tiên cá Ariel được giải thoát trở về với cô Ariel nói Hoàng tử Vanessa là phụ thủy đấy Hoàng tử ngạc nhiên Ta không hiểu chuyện gì nữa Chuyện gì đang diễn ra Sao nàng lại có giọng nói của Vanessa? Ariel kể lại toàn bộ chuyện của nàng với hoàng tử. Hoàng tử nghe xong mới ngỡ ra, vậy nàng chính là người đã cứu ta sao? Vậy là ta đã suýt chút nữa cưới nhầm Vanessa. Nàng đã cứu ta thêm một lần nữa. Ariel, nàng mới là người con gái mà ta đang tìm kiếm. Hãy lấy ta nhé, Ariel. Vâng, em đồng ý, ngay khi Ariel nói dứt lời, thì mụ phù thủy kéo Ariel lôi nàng xuống dưới biển. Ngay khi chạm mặt nước, Ariel đã trở lại hình dạng thiên cá như trước. Vua thủy tề linh cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra nên liền lập tức đi cứu Ariel. Thấy cha mình xuất hiện, Ariel kêu cứu. "Cha ơi, cứu con." Vua thủy tề ra lệnh, "Ngươi hãy thả con gái của ta ra ngay." Mụ phù thủy nói ngươi không cứu được con gái ngươi đâu giờ nó là nô lệ của ta vua thủy tề chĩa mũi đinh ba vào mụ phù thủy phóng ra một tia sét sức mạnh của nó làm mụ phù thủy phải rời tay khỏi ariel mụ bị thương và chìm xuống dưới đáy biển ariel được giải thoát con đừng lo mụ ta sẽ không bao giờ sống lại để hại con nữa cha ơi nhưng con muốn cha biết con muốn được kết hôn với hoàng tử. Vâng, cha. Được, giờ ta sẽ biến con trở thành con người mãi mãi. Và từ nay, con sẽ không thể là một nàng tiên cá được nữa. Con có chịu không? Con đồng ý, thưa cha. Vua Thủy Tề biến Ariel thành con người. Trên thuyền hoàng tử đã tặng mắt trông thấy những điều xảy ra. Chàng dùng dây kéo. Kéo nàng lên bông thuyền. Ariel nói kia là cha em còn kia là các chị gái của em hoàng tử giơ tay vẫy chào họ vua thủy tề ban phúc chúc hai con trăm năm hạnh phúc hãy nhớ yêu thương nhau đến trọn đời hoàng tử và ariel tổ chức một đám cưới linh đình và mọi người chúc họ hạnh phúc mãi mãi